bà khán đại bà khi ông bà mà cha YouTube mà cha channel mai zero zero bấy cái đôi chị mà cha page mà cha Facebook mà cha tình liên mê con xôm làm ăn cay gặp thoại bằng cung pre thera nu thera gặp ra ăn xôm làm ăn cay gặp chụp điệp xua phục mai bong bồn pi sa thi nạ rót protein kore bà sa thi nạ rót kore nó bông rứ co protein kore khăn tơ bông khán đại đại bị liên đi khi ông miên vật tầm miên cầm bông tầm miên vật tầm miên nơi đầm bon muối đài miên chmu tha ơ giống bù bà hay yeah. Hai à kia trong bình mục trong nít cứ chia à kia chấm nó rột lương đài mai dương hai tha chấm nó rột lương hay chia pizza ông lấy được trăm trăm ba nước cái hai tha station bà ơ giống bù station đã nè ngay hay nơi tin nít cái hai tha ơ giống bù york và ơ giống bù york nước cái chia pizza cái đấy bà lạ mùi nít và lạ mùi nít cứ cái đặt chia pizza cái đấy tha ơ trong bù york bà và việc thà ơi trong bùi giọt này cứ chia tu tư phía xa khăm ai hai chân chết khăm ai hai chân đây chả lõm thà ơi trong bùi ơi trong bùi và đặt bút mén ơi trong bùi đấy cứ ơi trong bùi bà hai video này đấy cứ xôm chay rồng lê chia phía xe và mén chay rồng lê ông pia quay đấy cứ chay rồng lê ông pia par bót sòng cung tai mà đóng nâng tùm liêm tùm lóp hai nâng pạ đặt than và cho bà cà bạc bò và pạ đặt than sát cà bạc bò cổ rụp cho bà chả đá chó cả thưa đồng na cướp bắp chả cho luôn nơi miền cầm sầu thoa năng vị trí chi vẽ cọp đào chấm nét đắng vừa bất chia bất tiếp cái đôi chia chỉ play muối nòm ở sản công chiết ở bao nơi bất tê muối từ ao giờ từ căn nơi phía rong rương đi chấm ra anh giang sầm bộ bẹp bạn đấy ba hai sầm ra bông bông đây mình đại ban đắng âm pi bất tê cái rèn bông cứ bất tê cái rèn bông chỉ tu tư cứ kê bằng chẹt tha vì miền sầm bát tập hiếp nay son sọc sòng cung và hai tờ vây ban nhom nỉ dây án tha vì miên nay son sọc và đập hiếp nay sòng cung đi pru dương mình chạy ban từ lơ ở bóng te mình miên bả la luôn rứa mình miên pua pua thì nghe thì nhai thế bạn đấy như ngay cứ rồi dồn vĩnh cái chót pia viel pia ca chế và tiếng dục tiếng thay cái chót chẳng tại mà đó cứ mình miên bắt cái chót bắt con rứa cô bắt ấy thế và hai này cứ chia bả bọt sòng cung nâng bả than và sở phan là phiếp chung vinh york và chung vinh york này bắt tay cái này tập bóng này này đầm bàn ở trong bùn đi mà đấy ngày hai sầm rap cũng mấy bóng ôn bắt chia bộ lọ co từng ngóc nia đại ban score mà chắc từng lên mấy công rồi có score channel youtube mai rồi rồi bay và rồi có ban score này bắt tay cái này tập bóng đầm bàn ở trong bùn đi đấy xong ban tu sơn hai mà đấy và ban tu sơn xong complete chui like subscribe nâng cho xem nhà luôn còn đăng hai cái đôi chỉ cho xem nè mui nằm bay chui lựa cầm năng chất nâng chui cầm lược cầm lăng chất đó là nhom nè thưa bị tàu đấy phong và nhom tay tay chia chia chạy rồng lê nhom pi bọt bị sao cang như cái đôi chị tận phía sông công pi vật thể cái này tao và bọt bị sao được nhom chạy miền đôi chia para bọt sông công bắp sập phong đập hiệp caro nơ nâng bọt bị sao cang như thế gì đấy và hay tí đi mới tới bà con. Hay สําหรับบ่าวๆได้มายกเอาจังบู่ประหยัดติบ่นะบ่องๆគាត់នៅឈរចាំនឹងហ្មងបាទគេដាក់ឡានមួយនៅចាំផ្លែផ្លែនឹងហ្មងបាទណាឃើញឡានបាទឃើញឡានឯឡានគាត់នៅនឹងហ្មងបាទនៅនឹងហ្មងហើយនេះគឺជាសុភ័ណភាពទាំងស្រុងពីមុខយកអឺយ៉ាងបู่បាទពីមុខយកអឺយ៉ាងបู่ផ្នែកខាងចំហៀងខាងធនាគារហ្នឹងណាយើងអាចនិយាយបានថាពីខាងកើតយកបាទពីខាងកើតយកណែហើយច្បាប់ការរស់នៅការរស់នៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសគេគឺល្អបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមិនសូវមានប្រជាប្រិយដូចជនជាតិខ្មែរយ៉ាងទេបាទមិនសូវមានប្រជាប្រិយដូចជនជាតិខ្មែរទេប្រជាជនជាតិខ្មែរយើងរស់នៅគឺមានប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អណាស់បាទមានប្រជាប្រិយភាពល្អបាទហ្នឹងហើយហើយនោះគឺជាមេតបស្អីគេទេបាទមេតបអីគេទេបាទជីសេះឲ្យបាញ់ព្រួយហ្មងណាជីសេះបាញ់ព្រួយគឺបែបប្រពៃណីបែបចិនបាទបាទ
chăng tụm liêm tụm lọp nâng crom sal thoa nơi tí ni cứ lọ vấn tại còn tại khoa bất chi prai yep hiệp bẩn tích đây sao tại ca rẹ tẹ nhơ nhum đạ khnia nưng mần sâu chi miên tê bố bố nưng mần sâu chi miên tê ba mần sâu chi miên tê hay สําหรับស្រីស្រីនេះគឺស្អាតដូចចាយដូចចឹងបាទស្អាតដូចចាយដូចចឹងគេអត់ដឹងយើងថតគេដឹងយើងថតគេអត់យើងថតទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានផ្ដាំអីច្រើនហើយក៏មិនមានអ្វីចែកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចែកអំពីសុភ័ណភាពទំលៀមទម្លាប់ការគោរពសិទ្ធិបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទនឹងរស់នៅដោយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ល្អនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីបរិស្ថានទាំងអស់នេះចែកជូនត្រួតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីមើលទស្សនាដើម្បីបានជាបទពិសោធន៍និងបង្កើនបានជាបង្ការបង្កើនចំណេះដឹងណាបាទបងបងគាត់បើកឡានទៅមកទៅមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានអំពីវីដេអូដែលចែករំលែកអំពីបរិបទសង្គមដូចជាបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗពីបរទេសសូមកុំភ្លេចបើបានទស្សនាហើយណាសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានការទស្សនាវីដេអូល្អៗប្រចាំថ្ងៃអំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងបរិបទសង្គមក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្សេងៗពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយពីអឺយ៉ុងប៊ូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង